mà mình là bạc nhá tôi thì là đi chân mà chủ chủ đã bảo đấy rồi chị nói thì chân này đi mà rõ thu mấy năm qua sai cái bọn nó mấy năm qua sai cái cố thấy gì để nào bảy thì này bọn nó chụp giả được cái thằng cái cố tôi nói này mắm nhau rồi mà thì bảo nhá rồi cái này thôi thì là mấy sự nhà được cả rồi tôi nói xin mở tôi làm này là sao bị rồi về thì bọn nó khai đầu chưa có thay cả sao bị rồi cái này thu được giả đấy có mấy sự nhau thì mua bọn nó lại được lâu cả thì là mấy sự nhà chỉ là số này nó tôi nói cô thì nên nhà tôi nên người nên nhà mà về thì biết cho thì ta nên là niềm năng khi mà phi bỏ nó ở lưng dưới cho nó xin mà lại đưa lên lâu càng trên này xuống nó đây là chú bị đó sẽ đổi bị bán được cho nó thì nhà gần ấy thì cho xin mà nhá ở đó alo nên gần mà để cho nó alo con nó ngủ nó ở con nó tên dùng rồi là thằng bị đó mà màu đẹp rồi trong một đốt cc bị đó như thế là thằng bị đó thì cháu sẽ ra đây chạp cho bị mà về thì nó ở trong thì là mấy sinh nhà của thằng mà bị gọi là thằng bị đó mà phía đây trong một đốt tên là rồi nào đã yêu chú cho bị thả bạc nhá là thì video lý tên bị đàn để cho và bên anh một bên đi làm mấy chuyện này chỉ để cho nên cho nó và bên đi bên đi mà thì bạn được nhá cái đó mà mang ngang lúc nào thì để cho cháu một lúc cho nó lưu âm nhạc gia đình nhà được lúc thì bố ai luôn ai giống tiền mà mấy chuyện nhà của một kho báu rồi ai luôn nên làm nó xin bị mẹ cô này bố nó xin bị này mẹ mà mang ngang phim mẹ bố nó từ nhiều của bé cho nó anh em người nào của bé chia sẻ bố nó lâu lâu gần một chỉ bài được nhá là chỉ lâu gần đi làm mấy chuyện nhà này lấy mà mang ngang ngang đâu cho lâu đến mấy chuyện nhà thì để cho một lúc thì đang là chỉ để làm mấy chuyện nhà này gần mà bố sẽ được gì này lâu lâu gần gì này suy nghĩ nó xin gì bị rồi là khai bị đó thì để cho một lúc chú cháu này của nó để trả lý là bị rồi bây giờ thả bị rồi nhà bà đấy bài bản này bà gà đó cho nó thông giải đại mấy sự cố khó cháu chuyện thì mẹ cố không số đấy bài bản này bà clip về thì bà đấy thế rồi ở đây cô cho nó bị mà về tiền bị rồi bây giờ mình nói yên ông cho nó sang này cái mình tôi xài cái của yên bây giờ bị bà nhé sau này cái mình tôi xài cái nhà chờ đó rồi thì mà trên này đầu nhà đi đông bao nó đông xiềng ngã thầy xì già đấy rồi đi đông xiềng ngã thầy xì già rồi thì mà đông thầy xì xù bị rồi xin đấy bây giờ nó bây giờ rồi cho nó ba cái này xin đấy rồi đó xin chào đông thì đông luôn bao nữa thì đông luôn bao nó khôn thì đầu nhà ở bây giờ đấy rồi đi khôn thì đầu nhà ở bây giờ đấy thì mà đầu nhà bây xù bị rồi xin này rồi cháu rồi thì mà đông xiềng xù bị rồi thì hàng thì mà đây tôi quẹt khác đi kể đã bỏ nó đây là nó thay đổi bế nó thay đổi mà lại tiết chế để thì đông luôn bao nữa thì đông luôn bao nó đông nhà ngã khổ thầy xì bỏ nó đây là thì đông nhà ngã khổ thầy xì á thì mà ngã thầy xì xin đấy bây giờ nó bây giờ rồi sửa đó lấy khổ lấy thì đông luôn bao nó ngã đông nhà đông ở bây xin đấy đây là ngã đông nhà đông ở bây giờ đấy thì nó thì mà ngã bây số bây giờ xin là phi là cháu ngã thế ngã bây này ngã ngã số bây giờ apu sai cái đi ao nghệ để bỏ nó đây là đồ đi hạt để mình bị tay đi hạt để mình nhậu lấy đông nhà để thì đông luôn bao nó ngã đầu nhà đầu thầy sĩ già đấy nên là thì thầy sĩ gần đấy thì nó thì mà ngã thầy sĩ số bây giờ sinh nghề đấy ngã bệnh này này rồi đó không đông đi chuyện thì đông luôn bao nó phải là thì mà đấy ngã đầu nhà đầu ở bệnh bây giờ đấy nên là ngã đầu nhà đầu bây giờ thì mà ngã bệnh đầu sinh nghề là phải là cháu ngã ngã bu sai cái thì nó thì mà đấy áo nghề bây giờ bọn nó ấy đó thì luôn luôn đấy thì nó đau sau khi bị lại đó sai cái bọn nó ấy đó đi đó sai cái thì giờ thì nó cả sáng mới bọn nó sẽ bị đó thu mới xuống ba cái này giảm lên số đó không xí xí thì đông luôn bao này cái thì đông luôn bao này đó đông xiềng ngà bọn nó thấy xí anh này nhà đấy nhá rồi thấy xí anh này rồi nhà bị nó bây giờ nó phải nhà mình rồi đó sau đông nhà thì đông luôn bao này đó sau trời cô ở bảy bọn nó rồi sau trời cô ở bảy phía đây đó rồi thì mà cái này liên xí đây mình xuống đông xí xí mấy đông tề xí mấy đông cô xí mấy xí sáu xí mấy đông sáu xí mấy bọn nó thì mà đông sáu đông xiềng hậu nó rồi cho nó ở đây cái này là gì vậy đấy rồi đông sáu xí mấy đông tề xí mấy đông cô xí mấy bọn nó ví dụ như chúng nó xí sáu xí mấy xí tề xí mấy xí cô xí mấy bọn nó ví dụ như chúng nó ngã sáu xí mấy ngã tề xí mấy ngã cô xí mấy bọn nó thì cái này đi cô qua đó xí bà mình nhận nó ở đó đã là sang ngày đêm này rồi đi cái đó bà gái rồi bây giờ chúng nó đó xài cái gì bọn nó bây giờ về bây giờ xí cái đó mà về tháo sọc bê vui quên cái gì để bọn nó quên cái gì để ăn rồi ăn luôn rồi chúng nó chăn này mà ăn như chi mấy sự nó tin mà bọn nó rồi cái nhà ấy rồi là mà bây giờ bọn nó rồi thứ hai này mà chơi bài thể xí này này vô chơi bây giờ mình sẽ nói chúng nó này đâu thể xíu vì trẻ bài được nhé đâu thấy gì à toàn là những cái con đấy vì ở thấy gì bài như này trẻ đi nhà bọn nó cái này là lông chim mà được thêm bài được nhé người nào đi theo anh mà ăn thu ăn lông mới bọn nó ở qua cái nhà trẻ đó vừa lấy sáp bị thả lên xuống thứ hai là đi mà nó cố lên để chụp bị thả lên bọn cố lên để vừa lấy chụp bị thả lên xuống đó ngã lên để thì đông lông bao này đấy thì đông lông bao này đó đông nhau bây giờ rồi thì mà ngang ngang được thôi cái là cái đấy cháu đông nhau bây giờ ông nhé biến chào đông để thì đông lông bao nào đấy đông nhau bây giờ rồi thì nó thì mà ngang ngang được thôi cái là cái đấy cháu đông nhau bây giờ ông nghe rồi là chào chào khó thì đông lông bao này đó bà rơi nhà đấy xuống cô bây giờ rồi nhà đấy rồi nó đi theo mà bọn nó có sai cái gì cô bên này cái gì là cái này liên quan lại đó bà liên tuổi là xuống thì thế cái gì đó mà xếp đề rồi được qua tuổi để bọn nó thả rồi cô bên này cái gì là cái này ví dụ như cho nó ở trái bài đông thời sinh nhiều vậy thì má đông sau này được qua cả đấy cô bên này cái gì là cái đấy cháu cô tên này làm gì bọn nó tên này làm gì mà này khi đó đó thì là qua cái gì đó đi cả mấy tiền ô à mấy là qua cái gì phải đó bạn nhớ nó ở trái đuổi đấy xuống nó cái nó được sai cái đuổi trái đuổi xuống nó cho nó đó thâu giờ đây nhé thì thế cô có sai dù cái sao mà đi mà cao là chưa ra được cái này cô tiền cái sao chả bán được cho nó nhẹ nhàng đuổi đó bọn nó ở đó mấy mấy sự đồ đấy cái nó alo của sinh nhật phải đi nhau với bị là thì đấy cháu mấy 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 sự đồ bọn nó trái đuổi nhá chị đuổi chú đông bị đó cái sao bá
nhớ gì rồi bọn nó phiền bị đó cái phiền chết bị đó cái sao rồi lấy nhà vậy được nhá rồi đó bây giờ rồi đây là bé tôi không một trong nhiều một trong nhiều này đó cho nên đó sẽ đi cả chú xin này mấy lúc cho nên này thế mà đấy rồi cho nên rồi bọn nó tôi đi cái này thôi chỉ làm việc em tự nhiên là mấy sự làm việc vài bàn là bao cổ đó đi cả đi đi sẽ trả lên mặt hàng gì chứ mà đấy rồi đi tôi bắt mặt tiền gì đều nào tôi bắt mặt tiền gì mấy cả một tiền gì mà thu gì đều nào đi mà thu gì mà rồi nào mà bé vài bàn là bao nhiêu rồi đi trả mặt hàng thì đủ bà đấy rồi vài bàn là bao cái đó tổng nhà cố sự cố không sao xin hình này cố không sao đi vài bàn là bao clip chỉ bà đấy ai đó giống mấy sự này này cho nó sao được cả mà mau yên mới về nè sao để sao được gì nè lên nhà mà khai nhà chỉ mua bỏ nó mà cái này lâu lâu chỉ nè rồi mau yên mới xóa nè lâu gần chỉ nè xuống nó vài bàn là bao clip của đi trả mặt hàng thì đủ bà đấy rồi vài bàn là bao cái đó sự cố không sao xin hình này cố không sao đi vài bàn là bao clip chỉ bà đấy nhá mà đó alo của lời đấy giống như sì xóa này lâu lâu cái nữa giờ xóa này cũng chỉ nhà cái này chưa bán đấy, ở xa cái đó sì xé ra vào, đấy lâu cái này mới xem nhà này sì đây cái đó, chỉ nó âm nhạc gì đó xem nhà mình đâu bỏ nó, là đến giờ gì gì này xuống, vài ban là bạc liêm á, cho nó thôi chỉ này, chú đi cái này thôi chỉ nói việc ông mình sẽ giao tiền nhà này, lại giao sẽ về vì đâu bỏ nó, ai sẽ đi mấy nhà người nhà bán được nhá, thế đó, vài ban là bạc cái đó sì cố không sao chỉ nên cố không bán, ở xa cái đó sì xé ra này bỏ nó, mà cái này lâu thả thì đây cái đó, vài ban là bạc cổ lấy, từ từ sẽ giao đi thẻ bị đó, bị ai trên thẻ để cho, mấy sự đồ này về giống như lấy mấy được cái nó này. Thế mà là không nhá, bây giờ dùng chi bây giờ bọn nó cho nó gì mà mấy sự tiền này đang mấy sự là xí để cho cháu một đôi thì thế cả chi này đang mấy sự nhà này cả bọn nó cái đôi lâu ngày như này rồi nó sẽ trả lại trả dùng chi lâu dài bán đấy rồi cho nó thì nhà gần đi về cho gì mà không nhá, bây giờ nếu nhân này cái lý này qua đời của người ta khá đấy sẽ làm được bọn nó, bây giờ nhân này cái lý này qua tầm mà đấy cho nó luôn như lệ thua nó quả thì bọn nó giá trị thả đấy rồi đó như nó cho nó thấy gì chạm ấy thấy gì cả giờ đó xe đồng nhà đồng thì đồng nó bao này thì đồng nó bao nó cho nó đi mà tiếp sau xe thấy gì sửa lại giá đấy đó rồi cái sau khi thầy giáo cho nó thì má ba thầy vừa nghe đấy chứ sau thầy chỉ số bây giờ nên được thì má sẽ nghe đấy rồi nó thành nó bị bỏ nó bị ra giờ đó cô lê chào thì đông long bao nữa thì đông long bao nó cô lê chào bây giờ đấy rồi cô lê chào bây nhiều rồi cho nó thì má cô bây tôi sẽ nghe là phải được đó sau thầy cô bây nữa sau cô số bây đó để được quá sẽ nghe đấy bỏ nó rồi đã bắt tham gia cho mình ao nghe chủ đề để mình sao đó mình còn thế gì thì đông long bao nó ba giờ đấy chứ sau thầy cô thầy sĩ giờ đấy rồi sau thầy cô thầy giáo cho nó thì má cái thầy số bây giờ sẽ nghe vì vậy nấu bị nấu bây giờ lấy cô nga lì thì đâu nông bao nữa thì đâu nông bao này đó sẽ đông địa bây giờ đấy rồi sẽ đông địa bây nhiều đấy thì đâu đi mà đông bây giờ xin là thì đây là cháu tiếp đâu số bây giờ bỏ đó để được quá quên bây giờ để bỏ nhá rồi đầu đi ra tập viên bây giờ đầu đi ra tập viên lấy cháu địa thì đâu nông bao nó phải là lấy xin thì cháu sẽ thấy gì giờ đấy rồi thấy gì giờ thì đâu đi mà cháu thấy gì số bây giờ xin này nhá vì vậy nấu bây giờ rồi số sẽ tiếp đâu thì đâu nông bao nó nếu không lì ở bây số bây giờ xin này bỏ nó rồi nếu không lấy bây giờ thì mà lấy bây giờ bây giờ sinh ra thì được cháu cháu thấy lấy bây này cháu nên số bây giờ thì được gọi đi mà đấy sinh ngày đó cho nó đặc biệt là bên tối mình tháo sọc nhá cho mà mày xuống nhà là bên trên sai cái gì sinh ngày đó nó rồi đi sai cái gì ra xuống sẽ đầu nhà khổ thì đông nó bao này đó thấy gì nên là xuống ngã đầu nhà đó thấy gì đấy giờ đấy bên nhau nào bây nên là xuống cháu 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 thì đông nó bao này đó sẽ đông địa bây giờ đấy rồi thấy gì nào bây giờ bị sửa cho nó cái này đi thoát lại của nó rồi bà đi để phim rồi ngã sẽ nga đâu nga tệ bọn nó daily về bác sĩ bảo đấy tông nhà sĩ tông nhà đâu tông nhà tệ bọn nó vì vậy cho nó tông sĩ tông đâu nè tông tệ bọn nó thì cái này đi cô quậy sĩ bảo mà không nhỉ ai đó thì cái này đi cô quậy giờ thì nó lui ở chạy vậy thầy sĩ đi của những đứa trẻ bây giờ mình sẽ nói chạy vậy thầy sĩ giờ cho nó đi nhân đề game mà lên về phá thầy về đây xuống tông thầy sĩ về chuyện đấy bọn nó đây là tông thầy sĩ mà cho nó ốc quậy cái gì của lui làm lên bọn nó lui làm lên xuống ốc quậy cái gì đó thì mà lên cho nó tiếp bên này là chụp bên bọn nó tiếp bên gặp lui nhà lên xuống nó ngã xe tiệt thì đông long bao nè thì đông long bao nó libre cho cái đấy cái nào tiệt đông xe tiệt để dòng libre ao nè bây giờ tiệt tiệt sao thì đông long bao này đó xe bảy cho cái đấy cái nào ngã sau này đôi khi để dòng xe bảy ao nè bao nó rồi thì mà sau xe còn thì đông long bao này đó nè tiệt bảy bảy giờ đấy rồi thì nó thoát ra mấy cái nào của cho nó thì mà đó sai cái gì bao nó chỉ lại đó tiệt bảy này cái gì đó ba cái nào để xịt đấy rồi thì mà đông xe sửa được quá xịt rồi đông nhà tiệt sửa được quá xịt rồi bao nó rồi mấy chuyện nhà này bỏ nó thì nó qua cả đó, bảy này bà sau bị ra ra này ra thì được bỏ nó, có sai gì không bảy này bà sau bị ra gì ra đấy, mình thì đấy nó qua kia đấy cháu, thì nó qua cái cổ là bốn tiếng cái giá nhà mình được bao nhiêu nào bỏ nhá, rồi đó, anh ông này về bỏ nó, mình bị chân này từ lỗ trên tiền bị vào cái giá bá, ở đây được số mà cái giá bá, ở cao anh ấy bỏ nó, thoát vào mình được amma khai nào một bảo, tôi đi mà amma mà lấy gì ra thì được cháu, anh ông amma mà lấy cổ lắc khai này mà đang đi, tôi đi cái giá bá, số giá bá được cho nó nên được chuyện này không nhá, rồi đó. Chứ nó hãy trả sạch cái gì của lấy phát đi nhau và bị ra cho được cháu. Chạy dù ra mấy sinh nhà lấy chạy dù được chú đông cả giá bá. Cái gì chạy dù ra mấy sinh nhà chỉ để cho đấy cho toàn lụi giá bá ấy nó. Thế rồi chứ nó chỉ mà đã lấy bài bà nè bà khá lý ra bó nó. Cái này thôi chỉ là mấy sinh nhà cho xuống ấy. Mà nè khi mà sẽ ra này nó dành mình này. Nhân này ghi mà xuống ấy. Thế này đâu này lấy dành mình này mà. Cái này thôi chỉ là bây thả thì để cho cháu mấy sinh nhà anh này. Đồng chí xóa là đôi chỉ này. Mà mà cái này bó nó. Cái giá chỉ này bó nó. Xa này để xuống là tôi đi như là kia. Thì bài bà nè bà khá lý bố. Thì đây là lấy sử dụng mà thả bí đó.
đó thì mà giáo viên sẽ trả giá cái này là giáo thu đủ giá bà đấy thì bà biết anh luôn lấy cái tiếng này mà bao gồm giá trị trả bà gì xin đi trả bà gì thật nhá cái đó là sai cái gì của sao giáo viên sử bây giờ đấy mới sử giáo sinh này của đấy cho nó thì nhà gần đấy thu dù về chế độ tiền này thật nhá và được anh luôn lấy xin đi cái công trả bà gì thật nhá.